tạp chí, thể thao. Trong các hoạt động thể thao đa dạng ngày nay, người ta thấy các môn võ thuật ngày càng xuất hiện nhiều bên cạnh các môn thi đấu thể thao. Ở các đại hội thể thao khu vực hay thế giới, võ thuật đã trở thành những môn thi đấu biểu diễn không thể thiếu được. Giới chuyên môn võ thuật cũng như thể thao thường hay đặt ra câu hỏi võ thuật có phải là một môn thể thao? Một câu hỏi chính đáng khi mà hoạt động võ thuật và thể thao ngày nay càng song hành với nhau. Về cơ bản, luyện tập các môn võ hay thể thao đều có điểm chung là nâng cao sức khỏe, rèn luyện sức bền, ý chí và thể chất của con người. Có nhiều quan điểm khác nhau về đặc thù bản chất của võ thuật và thể thao. Trong khi thể thao được định nghĩa là các hình thức trò chơi thi đấu để tập luyện nâng cao sức khỏe con người theo quy tắc vận động thân thể, thì phần đông trong giới võ lại coi võ thuật như là một môn nghệ thuật mang tính văn hóa truyền thống riêng biệt theo từng môn phái võ. Võ thuật là văn hóa, là truyền thống vì võ dạy cho người học biết nuôi dưỡng nhân tính và sống theo đạo lý làm người trong tôn chỉ giáo dục nhân cách cao xa. Võ thuật là khoa học, là nghệ thuật có tương quan với nhiều môn khoa học như vật lý, y học, sinh học, tâm lý học hay khoa học quân sự. Nhưng võ thuật và thể thao đều có những nét chung là chinh phục sức mạnh để chiến thắng chính mình trong tinh thần cao thượng, khỏe đẹp, văn minh và nhân bản. Để tìm hiểu thêm những nét đặc thù phân định giữa thể thao và võ thuật, chương trình hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với võ sư quốc tế Trương Văn Bảo tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Thao của RFI xin thân chào võ sư Trương Văn Bảo. Chúng tôi rất vui được tiếp chuyện võ sư hôm nay để luận bàn đôi chút về quan hệ giữa thể thao và võ thuật. Có thể thấy các môn võ thuật ngày càng ăn sâu trong các hoạt động thể thao. Một câu hỏi hay được đặt ra, võ thuật có phải là thể thao hay không? Thưa võ sư, tại sao lại đặt ra câu hỏi này và câu trả lời của võ sư là như thế nào ạ? Xin chào quý thính giả đài RFI trong nước và hải ngoại. Đây là một cái đề tài rất là rộng và cũng là một cái đề tài mà chúng ta cũng cần biết để chúng ta hiểu thêm về thế nào là thể thao và thế nào là võ thuật. Thật ra thì cũng có nhiều cái quan niệm và nhiều cái suy nghĩ giống nhau và cũng khác nhau về cái đề tài này. Nhưng mà thật ra để mà phân định cho nó đúng thì võ thuật là võ thuật và thể thao là thể thao. Bởi vì theo cái định nghĩa mà trên phương ngôn ngữ đó thì võ thuật á, người ta định nghĩa là nghệ thuật quân sự và quyền thuật. Đấy là cái định nghĩa rất là rộng rãi trong từ điển của tiếng Việt mình, cũng như là từ điển tiếng Anh và tiếng Pháp. Mà nghệ thuật quân sự thì không phải là thể thao. Và sau này người ta định nghĩa cho nó thoáng hơn cái võ thuật quân sự thì người ta định nghĩa là martial arts. Thì mình thấy là nó khác. Nhưng mà thực tế trong cái hoạt động xã hội của mình đó, không riêng gì Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới đều có cái hoạt động song hành giữa thể thao và võ thuật, rồi giải quốc tế, rồi giải thế giới v.v. Thì võ thuật lại thi đấu trong cái hoạt động thể thao. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ thường nghĩ rằng là võ thuật là thể thao, với lại cái khuynh hướng của tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam, đều có cái mà người ta gọi là thể thao hóa võ thuật để cho dễ phát triển ở trong cái cộng đồng của xã hội. Đấy, đó là những cái cơ bản mà chúng ta thấy rằng là khác nhau và cũng có cái giống nhau. Vì vậy cho nên rằng là có phải là môn thể thao không? Người ta đặt ra cái câu hỏi như vậy. Các môn thể thao dù có gốc tích ở đâu nhưng thường mang tính chất phổ quát và được phổ biến rộng rãi. Nhưng nói đến võ thuật, người ta thường nói đến nét văn hóa, tính truyền thống, đặc biệt là võ thì không thể thiếu võ đạo với những triết lý riêng trong thực hành. Đây có phải là nét khác biệt giữa thể thao và võ thuật không, thưa võ sư? Câu hỏi rất là hay, bởi vì chính cái câu hỏi này thì mình sẽ đi sâu vào thì mình sẽ thấy cái đặc thù đi, nếu mình nói khác biệt gì, nó là một cái sự đặc thù của võ rồi đặc thù của thể thao. Nó không có cái sự nhầm lẫn, mình ví dụ như thế này. Trong võ, người ta thường nói võ là đạo, trong võ có đạo, nhưng mà đạo ở đây thì chúng ta phải hiểu là đạo đây là đạo võ chứ không phải là tôn giáo, không phải là cái loại hình tôn giáo nào đó. Ở đây là đạo, tức là đạo lý, trong võ dạy cái đạo lý làm người, đạo lý của người học võ, nói cho gọn, nôm na và dễ hiểu là tinh thần thượng võ. Là gì? Là nghệ thuật sống, Bởi vì trong võ có đạo, cho nên là người ta đề cao cái tinh thần thượng võ. Tinh thần thượng võ nếu mà giải thích sâu ra thì nó phải trở thành một cái bài luận văn. Đạo đó là một con đường để hướng dẫn cho người tập đi đến chân thiện mỹ và hoàn thiện cái nhân cách của mình. Như vậy thì nó đi vào vấn đề triết lý sống rồi, nó đi vào cái nhân sinh quan rồi. Và võ luôn luôn đề cao đến chữ lễ, chứ không phải võ không có lễ. Võ rất là lễ, tôn trọng chữ lễ vô cùng. Tất cả các môn võ, từ môn võ truyền thống rồi đến những môn võ hiện đại, ngay cả những môn võ mà gần gũi nhất với lại cái phong trào thể thao hóa, người ta vẫn đề cao chữ lễ. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng là khi mà đối với võ cổ truyền, khi mà người ta diễn một bài võ, một bài quyền đó, người ta đều có phần bái tổ hết, mà bái tổ đó là lễ đó. Và khi người ta kết thúc bài quyền, người ta cũng vẫn bái tổ, đó là lễ. Còn đối với những cái môn võ hiện đại, khi người ta ra sân, người ta biểu diễn một bài quyền, người ta đều có cái nghi thức chào kính, mà chào kính tức là lễ. Sau khi kết thúc bài võ, người ta vẫn chào kính. Đấy, đó là những cái điều mà thấy là trong võ nó rất là đặc thù. Mà cái triết lý của võ đó thì người ta đề cao cái tinh thần thượng võ, rất đề cao tinh thần thượng võ. Rồi cái thứ hai là người ta đặt nặng cái vấn đề gọi là nhân bản. Người ta gọi là cái huyết mạch của võ, người ta kêu là nhân bản, là cái lấy con người làm gốc. Rồi võ cũng không phải là chỉ có vấn đề đấm đá rồi vấn đề thi đấu trên võ đài thế này thế kia, nhưng mà người ta luôn đề cao rằng là đỉnh cao của võ là trí tuệ. Chứ người ta không có nói là đỉnh cao của võ là đấm một người khác nằm xuống sàn đài là đỉnh cao, không phải. Mà đỉnh cao của võ là trí tuệ. Chính vì vậy cho nên là người ta rất đề cao cái tinh thần thượng võ, cái tinh thần gọi là võ đạo. Một điều có thể thấy nữa là các môn võ ngày càng xuất hiện nhiều trong các chương trình đại hội thể thao. Nhiều môn phái võ đã trở thành các môn thi đấu chính thức ở các đại hội thể thao quốc tế. Nhiều nước cũng mong muốn đưa môn võ của đất nước mình vào chương trình thi đấu của các đại hội thể thao. Các môn phái võ ở các nước đều được đặt dưới sự chủ quản của các cơ quan quản lý thể thao của các nước. Võ sư có suy nghĩ gì về thực tế này? Có những cái đặc thù riêng của võ thuật, và thể thao thì có những cái đặc thù riêng của thể thao, nhưng trong sinh hoạt có những cái rất là chung gần với nhau. Vì vậy cho nên khi mà tổ chức bất luận quốc gia nào có những sinh hoạt chung trong một cái tổ chức, người ta gọi là thể dục thể thao, ví dụ như vậy, nhưng mà trong đó vẫn có võ thuật. Thế thì những cái môn võ người ta đưa vào, người ta thi đấu thì võ vẫn thi đấu theo cái đặc thù của võ thuật, nhưng mà nằm trong cái hoạt động thể dục thể thao. Có nghĩa rằng như thế này, bây giờ là các nước trên thế giới, cái thể thao càng ngày càng phát triển rộng và mang nhiều cái ý nghĩa rất là cao đẹp. Người ta nghĩ rằng là thể dục thể thao cũng như là võ thuật là phương tiện để giáo dục con người. Bởi vì thể dục thể thao là giáo dục về thể chất cho con người, đồng thời cũng giáo dục về tinh thần cho con người, nuôi dưỡng ý chí này, rèn luyện và nhân cách này. Thì võ thuật cũng là nuôi dưỡng ý chí này, rèn luyện nhân cách này, rồi cũng coi như là tập luyện để cho có sức khỏe. Ví dụ như vậy thì thể thao và võ thuật thì có những cái điểm giống nhau, nhưng mà cái đặc thù của võ thuật là nó chiến đấu. Đặc thù thể thao cũng chiến đấu, nhưng mà cái chiến đấu của bên thể thao nó khác cái chiến đấu bên võ thuật. Cái đẹp, cái khỏe, cái văn minh, cái nhân bản nó đều nằm ở trong cả hai cái môn đó. Và cái trào lưu tiến hóa của xã hội đó thì người ta gọi là thể thao hóa võ thuật, tức là để nhằm đưa võ thuật đến với hoạt động cộng đồng trên tinh thần thể thao hiện đại. Xin cảm ơn võ sư Trương Văn Bảo. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.